Ma Nợ Chi Thiên Bồ Tát. Ma Nợ Chi Thiên, tên Phạn là Majichi, dịch ý là ánh sáng, vầng sáng của mặt trời. Tên Tây Tạng là Hotje Kanma, là một vị nữ thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình, vì chúng sinh trừ diệt chướng nạn, ban cho lợi ích. Theo thần thoại Ấn Độ thì Majichi, hay còn gọi là Dương Diễm hay Uy Quang, là dạng thần cách hóa ánh sáng của mặt trời Surya. Ngài là quyến thuộc của trời Đế Thích, thường chạy về phía trước Nhật Thiên Aditya Deva, đi khắp bốn châu thiên hạ, chuyên đảm đương việc giữ nước an dân. Trong Bạc Già Phạm Ca thì vị thiên thần này là Lam Tính, là Hòa Tinh, sinh chủ hoặc con của Phạm Thiên, lại là cha của Ca Già Diệp Ba Thiên Nhân. Trong bảy vị đại thiên nhân là Phong Thần, là nơi mà người dân Ấn Độ sùng bái. Truyền thuyết Ấn Độ giáo ghi nhận Majichi là một hóa thân phẫn nộ của Tara, với dáng đứng một chân co nghiêng và một chân duỗi ngang giống như Durga, đứng trên tòa sen. Xung quanh có bốn vị nữ thần Vatani màu đỏ, Vadani màu vàng, Vajali màu trắng, Vajahamukhi màu đỏ, và bên dưới có bảy con heo hỗ trợ. Thân của Majichi có ba cái đầu với mặt chính giữa màu vàng, mặt bên phải màu đỏ, mặt bên trái là đầu heo rừng màu xanh. Tám cánh tay, tay cầm các vật khí là chày kim cương, móc câu, mũi tên, cây kim, cành cây vô ưu, cây cung, tác kỳ khắc ấn, biểu thị cho việc bảo vệ đức tin, chinh phục sự thiếu hiểu biết. Theo sự khảo cứu khác thì Majichi nguyên là quang minh thần nữ Vajahi, rất được sùng bái. Trong Bà La Môn giáo cổ đại, Vajahi là bộ thuộc của Đế Thích Thiên Indra, thần trợ giúp cho Nhật Thiên Surya, sau này được tôn phụng là Lê Minh thần nữ, cũng là nơi mà người dân Ấn Độ rất kính phục. Ngày nay tại chùa La Lan Đà ở Ấn Độ còn lưu lại tôn tượng cổ xưa của Ma Lợi Chi. Sau khi du nhập vào Phật giáo thì tôn này được xưng là Ma Lợi Chi Bồ Tát, Ma Lý Chi Bồ Tát, Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, Nhật Tiền Bồ Tát, Dương Diễm Thiên, Tích Quang Thiên, Uy Quang Thuyên, Ma Lợi Chi Mẫu, Ma Lợi Chi Phật Mẫu, Cụ Quang Mẫu, Cụ Quang Phật Mẫu, Tích Quang Mẫu, Tích Quang Phật Mẫu, Quang Minh Phật Mẫu, và xếp vào Thiên Bộ. Trước đời Đường, sau khi tín ngưỡng Ma Lợi Chi được Phật giáo truyền vào Trung Hoa, thì Phật giáo đồ của đất Hán đã được cung phụng thánh tượng của Ma Lợi Chi Thiên, niệm tụng thánh hiệu của Ma Lợi Chi Thiên, đọc tụng kinh điển của Ma Lợi Chi Thiên. Sau này đạo giáo Trung Hoa đã hấp thụ tín ngưỡng Ma Lợi Chi và xưng là đầu não, đầu mụ, đầu mẫu nguyên quân, xưng đầy đủ là Tiên Thiên Đầu Não Tử Quang Minh Tôn Ma Lợi Chi Thiên Đại Thánh Viên Minh Đạo Mụ Thiên Tôn. Trong đó đầu chỉ là sao đầu, não mụ tức là bà mẹ, đầu não mụ tức là mẹ của mọi ngôi sao, chủ tể của mọi ngôi sao. Tương truyền khi nhóm người của Trịnh Hòa đi về Tây Dương đã cầu khẩn Ma Lợi Chi Thiên để được bình yên trên biển cả. Tại Nhật Bản cổ đại, phần lớn tín ngưỡng Ma Lợi Chi chỉ dành cho hàng quý tộc, chư hầu, võ sĩ. Tôn này rất được sự tín phụng của hàng võ sĩ, tức là thần thủ hộ của nhẫn thuật, dần dần thành bản tôn hộ pháp trọng yếu của Phật giáo. Theo mật giáo thì Ma Lợi Chi Thiên tuy bên ngoài hiện ra tướng thiên nữ nhưng chẳng phải là người trời, mà thực tế bản địa là vị Bồ Tát. Ngài được ghi nhận là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, có đầy đủ sức công đức rộng lớn, đầy đủ năng lực khiến cho tiêu tai, trừ chướng, tăng phước, mãn nguyện. Nhất thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương, vị tằng hữu tối thượng vi diệu Đại Mạn Noa Kinh ghi nhận, Ma Lợi Chi là tướng biến hóa được tạo ra từ Quán Tự Tại Bồ Tát. Các kinh điển khác cũng đã ghi nhận Ma Lợi Chi là hóa thân của Đa La Bồ Tát, lại còn đem tôn này liệt vào một trong ba tôn Đana là Đana Bồ Tát, Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, Nhất Kế La Sát Vương Bồ Tát. Truyền thống khác ghi nhận Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát là hóa thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá La. Vành trăng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na phát ra ánh sáng chiếu khắp cả, biến thành Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát.
đây là cõi trời chẳng hoạn, là từ 10 tâm kim cương nhập vào trong thánh vực kiên nhẫn để diễn hóa, là cõi trời bất nhị chẳng có hai, ánh sáng của ma lợi chi thiên, là đám lửa của đại nhật. Bởi thế như lửa tại nơi thiêu đốt nóng là một đám lửa hồng dày đặc, lại là ánh sáng màu vàng to lớn từ từ giáng xuống, là ánh sáng phước màu vàng dòng ban cho con người một loại phước phần hưng phấn. Tất cả ánh sáng rất thân mật, tất cả ánh sáng sung mãn. Ma Lợi Di Thiên Bồ Tát cũng là vị Bồ Tát của Đại Y Quang, cũng có sức thần thông ẩn mình tự tại, được xưng là thần chiến đấu hoặc thần thủ hộ của nhẫn thuật, mật hiệu là Chiến Uy Kim Cương. Tạng truyền Phật giáo nói rằng Ma Lợi Di Thiên là vị thần bảo hộ cho việc ẩn thân và tiêu tai, có đủ uy lực cực lớn. Bên trên thì Ma Lợi Chi Thiên trưởng quản 36 sao thiên cương, bên dưới thì trưởng quản 72 sao địa sát. Ngoài ra 28 tú đều do Ma Lợi Chi Thiên cai quản. Ngài có đầy đủ sức đại thần thông ẩn mình tự tại, hay cứu chúng sinh thoát khỏi lạn nước lửa nguy hiểm. Hình tượng của Ma Lợi Chi Thiên. Hình tượng của Ma Lợi Chi Thiên có nhiều dạng. Hình tượng thiên nữ có 4 mặt 8 cánh tay, bên dưới tòa có heo vàng. Hình tượng thiên nữ hoặc ngồi hoặc đứng trên hoa sen, tay trái để trước ngực cầm cây quạt, dụ tay phải xuống dưới. Hình tượng phẫn nộ có 3 mặt, mỗi mặt có 3 con mắt, có 6 cánh tay hoặc 8 cánh tay, cưỡi trên con heo hoặc ở trên xe có 7 con heo kéo. Bên trái các tay cầm cây vô ưu, sợi dây rồng, cuộn dây, dây cung. Bên phải các tay cầm chày kim cương, cây kim, mũi tên, cây búa kim cương. Các lợi ích khi tu tập pháp của Ma Lợi Chi Thiên. Dùng vị trời này làm bản tôn của pháp tu thì xưng là Ma Lợi Chi Thiên Pháp, ắt sẽ được các công đức về hộ thân, ẩn hình, tiền bạc, tranh luận thắng lợi. Phật nói kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ly ghi chép là: lúc đó Đức Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo, phía trước mặt trời có một vị trời tên là Ma Lợi Chi, có pháp đại thần thông tự tại, thường đi trước mặt trời mà mặt trời chẳng thấy vị ấy, còn vị ấy nhìn thấy mặt trời, không người nào có thể nhìn thấy, không người nào có thể biết, không người nào có thể đuổi bắt được, không người nào có thể hại, không người nào có thể bị chuyện dối trá, không người nào có thể trói buộc, không người nào có thể lỡ lần tài bật của vị ấy, không người nào có thể phạt, chẳng sợ oan gia, được dịp thuận tiện hãm hại. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu kẻ chay lành, người lũ thiện biết tên của Ma Lợi Chi Thiên ấy thì lên nói lời này: con, đệ tử, họ tên, biết tên của Ma Lợi Chi Thiên, cho nên không người nào có thể nhìn thấy con, không người nào có thể biết con, không người nào có thể đuổi bắt được con, không người nào có thể hại con, không người nào có thể bịa chuyện dối trá con, không người nào có thể trói buộc con, không người nào có thể lỡ lần tài vật của con, không người nào có thể trách phạt con, cũng chẳng bị oan gia có dịp hãm hại con. Chú này có đại thần lực, thành tựu chỗ làm phá tất cả ác. Nếu dùng kết giới thì trong vòng 100 do tuần, tất cả các ác không dám đi vào. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói chú là: Lam Mô Phật Đà Gia, Lam Mô Đạt Ma Gia, Lam Mô Tăng Già Gia, Đa Điệt Tha, Át Na Ca Mạt Tư, Ma La Ca Mạt Tư, Tư Đồ Mạt Tư, Chi Bát Na Mạt Tư, Ma Ha Chi Bát Na Mạt Tư, Ma Lợi Chi Dạ Mạt Tư, An Đát Đà Na Dạ Mạt Tư, Nam Mô Quý Đô Đề Tóa Ha, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sangara, Tadiyatha, Akra Masi, Makra Masi, Suda Masi, Juana Masi, Maha Juana Masi, Marichiza Masi, Atada Naja Masi, Nam Mô Stute Swaha. Nếu người có thể tin tưởng Phật Pháp một cách chân chính, tu trì pháp môn của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, thời công đức có được sẽ như sự ghi chép trong kinh Phật Thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát là: hay được đại phước trong sạch, hay tăng trưởng cát tường rộng lớn, hay tiêu trừ tất cả tội nặng, hay thành tựu bản tôn tam muội, sẽ chứng tỳ lô pháp thân. Lại nếu dùng sự tin tưởng Phật Pháp một cách chân chính tu trì thì như Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh đã ghi chép là: hay làm tất cả việc, hay trừ lạn oán tặc. Nếu người y theo pháp thọ trì thì ở trên đường đi tất cả các ác chẳng được dịp thuận tiện gây hại. Như Ấn Quang Đại Sư có nói, Ma Lợi Chi Thiên tuy hiện thân trời
nhưng thật ra là vị Bồ Tát dùng tâm tha thiết độ sinh, nhiệt tình cứu khổ, cho nên nói chú này làm gốc rễ của sự cứu độ. Nếu người mỗi ngày chân thành tụng chú này càng nhiều càng tốt, giả sử gặp phải tai nạn bởi nước lửa đao binh cũng hay được gặp xấu hóa tốt. Như vậy, y theo mật giáo đã lưu truyền, nếu tu tập thành tựu pháp của Ma Lợi Chi Thiên thì chẳng những hay tiêu trừ tai ách mà đặc biệt là có thể ẩn thân. Y theo sự ghi chép của kinh Phật Thuyết Ma Lợi Chi Bồ Tát thì tôn này hay khiến cho hữu tình ẩn thân ngay trong đường đi, ẩn thân giữa mọi người. Y gặp tất cả các nạn, nước, lửa, giặc cướp đều có thể ẩn thân. Nếu kiến thành y theo pháp tu trì thì tất cả thiên ma, quỷ ác, ngoại đạo đều không có cách nào tìm được hành tung của người tu pháp. Còn các A-xà-lê, trì tụng, nếu y theo pháp thành tựu của Ma Lợi Chi, thực hành tinh tiến, dũng mãnh tu tập, không có khuyết phạm, chúng sinh như vậy khiến được đại trí thanh tịnh của Bồ Tát. Y theo sự ghi chép của Phật Điển thì Bồ Tát này có mọi loại pháp tiêu tai, giải ách như kinh điển đã ghi chép. Phàm y theo pháp, tụng căn bản với tâm chân ngôn của Ma Lợi Chi Bồ Tát, chẳng hạt định biến số, chỉ cần kiên thành trí tâm đều được uy thần gia hộ của Bồ Tát. Tất cả oan gia, người ác không thể nhìn thấy, tất cả tai nạn đều được giải thoát. Ngoài ra, Ma Lợi Chi Thiên còn có pháp tức tai, cầu phước như tiêu trừ bệnh khổ, lúc có hạn tam tai, hạn hán, thời tuôn mưa, gặp thủy tai, thời ngưng mưa. Nếu hay như pháp, chân thành tôn kính, tu tập thì đều có thể hiệu nghiệm, chẳng thể nghĩ bàn.